Chí Trung, nghệ sĩ đa tài và cuộc sống viên mãn bên bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi. Chí Trung sinh năm 1961 là nghệ sĩ hài đã không còn quá xa lạ với khán giả Việt. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình hài Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm. Bên cạnh đó, anh còn xuất hiện trong những bộ phim ở miền Bắc. Cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Chí Trung. Chí Trung là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ Vi Ô Long Phùng Thúy Lan. Chị gái là Phạm Thu Hương, giảng viên piano, em gái là Phạm Quỳnh Trang. Do truyền thống gia đình nên từ nhỏ Chí Trung đã học violon nhưng học không thành công. Ông đăng ký học tại Học viện Nhà hát tuổi trẻ. Sau khi đăng ký dự thi đã trúng tuyển từ đó và bắt đầu gắn bó với ánh đèn sân khấu. Chí Trung có những thành công với chính kịch. Ông đã để lại cho khán giả những vai diễn để đời như Romeo và Juliet, Đôn Sức trong Lời Thề Thứ 9, Tạ Quay trong Trò Đời. Và đặc biệt hơn, Chí Trung còn ấn tượng với khán giả nhiều hơn qua những vai diễn hài. Ông từng đóng vai Táo Giao Thông trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Chương trình này hay còn được gọi là Táo Quân, với khá nhiều sự góp mặt của các diễn viên hài như Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dùng. Ngoài ra, ông còn là MC trong chương trình trò chơi truyền hình Những Ẩn Số Vàng. Ông cùng với MC Thành Trung là hai cái tên sáng giá và được săn đón của nhiều chương trình game show nổi tiếng. Không những thế, ông còn là một diễn viên điện ảnh, kiều nữ và đại gia, thái sư Trần Thủ Độ. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một đạo diễn với nhiều thành công nhất định. Hiện tại, Chí Trung đang làm phó giám đốc nhà hát kịch để đảm bảo chăm lo thực hiện việc xã hội hóa kịch cũng như doanh thu công ty. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, Chí Trung được bổ nhiệm quyền giám đốc nhà hát tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017-2022. Cuộc chia ly sau hơn 30 năm của nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền. Cả hai yêu nhau từ năm 17 tuổi, bị gia đình Ngọc Huyền cấm cản đến 5 lần vì gia đình anh quá nghèo. Tuy nhiên, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Đám cưới được tổ chức vào năm 1986. Sau khi có đứa con đầu lòng, gia cảnh lại càng khó khăn hơn. Chí Trung phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Đến năm 2017, cả hai đã có tin đồn đường ai nấy đi, dù từng ngồi lại nói chuyện với nhau. Có thể do tính xấu của anh từng làm cho người bạn đời của mình không thể chịu nổi. Mặc dù đã chia tay với Ngọc Huyền, tuy nhiên khi nhắc đến cô, nam nghệ sĩ luôn có những lời lẽ tiếc nuối, bởi vì không lo nổi người mình thương yêu đến U 60. Nghệ sĩ Chí Trung và mối tình bạn gái kém gần 18 tuổi. Vào năm 2018, Chí Trung cùng với Ý Lan, một doanh nhân kém anh 18 tuổi hẹn hò. Đến năm 2019, cả hai đã công bố xác nhận hẹn hò. Sau khi hình ảnh hai người xuất hiện thì cộng đồng mạng bắt đầu ném đá. Anh liên tục bênh vực người yêu của mình. Ông tâm sự, mọi người lại vu tôi là chạy theo gái trẻ. Đúng, Ý Lan kém tôi 18 tuổi. Chúng tôi quen nhau 1 năm chứ không phải 2 năm như những lời báo chí nói. Có nghĩa là tôi đã ly hôn đàng hoàng rồi mới có người yêu. Tôi có lỗi gì đâu chứ. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ Chí Trung gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, rơi vào tình trạng trở nặng vô cùng nguy kịch. Tin tức nhanh chóng được netizen lan truyền rộng rãi, hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng hoang mang khi trước đó chưa từng có thông tin gì đề cập đến sức khỏe của nam nghệ sĩ. Ngay lập tức, nghệ sĩ Chí Trung đã có động thái trước tin đồn thất thiệt về mình. Cụ thể, anh đã chụp màn hình lại nội dung bài đăng sai sự thật và kèm theo dòng trạng thái đính chính: "Ôi giời ơi, nhà cháu chưa chết nha." Bên dưới bài viết, đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp tỏ ra vô cùng bức xúc và lên án gay gắt trước hành động bịa đặt, câu view rải tiền của một số cá nhân tổ chức. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất khi nghệ sĩ bị cộng đồng mạng tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Trước nghệ sĩ Chí Trung, hàng loạt cái tên như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trấn Thành, Quyền Linh, Phương Mỹ Chi, Hồng Vân cũng đều bị kẻ xấu lấy hình ảnh cắt ghép khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Hiện tại ở tuổi 60, Chí Trung cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất. Quan trọng thứ nhì là sự an yên với chính mình vì mình không làm điều gì xấu. Tôi nghĩ rằng mình đã đạt được cảnh giới đấy.